quay đủ 4 đều nha. 2 rồi. 3. 4. Đấy, đủ mặt đấy. Thẳng hết. Vào máy cho anh thử xem nó hoạt động. Tất cả mọi thứ, cái giá đỡ điện thoại, bỏ điện thoại ra, tháo cái điện thoại ra để lắp lên cho anh. Kiểm tra chân dưới, mọi thứ dưới hết. Đấy, đầy đủ. Nắp vào như mình sử dụng bình thường ấy. Nó có một cái kéo nhỏ ở trong, nó có cái thanh nhỏ, nó sâu ở bên trong ấy. Đấy, phải tháo cái đế ra trước, đẩy nó lên thì kéo xuống nắp lại, từ từ đi, sẽ ngược rồi đẩy nó lại. Đấy, đúng rồi, cái chân gen lên trên. Đúng rồi, ta kéo này. Sao mày nắp kiểu gì đấy à mẹ? Cái thật này. Mấy lòng nhà. Đấy, em bỏ điện thoại ra em kẹp vào xem là nó có hoạt động được không. Mà nó bảo là nó không hoạt động cái gì nhà chúng nó. Kẹp điện thoại ra. Xoay thục mạng lên gì rồi. Giờ đến em gắn cái bình phun bọt này vào, dây anh cắm như này. Được. Em cầm cho nước vào, em cầm cho nước này, cho nước các thứ vào, các thứ vào, em thử luôn đi. Đấy, em cho một múc ngay thau nước này, cầm ngay thau nước ra đây này. Học nhập này chứ khó. Cầm ngay thay dầu đấy, được. Thôi thế thôi. Rồi, đó. Đấy, em cho nước vào. Nó phải phun bình. Đấy, súng đấy. Đi anh xem cái chân súng này, hay nằm chày của anh rồi. Chày cái chân gen này của mình rồi, ok, cứ nắp vào đây. Đấy, cắm máy vào. Mở van nước ra nhá, mở van nước trước. Ui, em cất máy đi ra nhá. Thôi để lên ra anh cất rồi. Xong rồi anh đừng lấy cắm cho nó coi. Ok chưa? Ok, rồi. Rồi, cắm đi. Rồi. Bóc đi, bóc cò đi. Cái nó xa rồi. Cái bọt gì đó rồi. Không phải chế. Rồi, tắt máy. Đây, em lắp cả cái này vào, em xịt đi.
Rồi, ok. Rồi, rồi, tắt đi. Đây rồi. Nô, anh đang bên nhà doanh đây, xuống lấy rồi nhỉ.